Theo Bộ Y tế, thì hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Trước tình hình đó, Đà Nẵng đang tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch xâm nhập lây lan, đảm bảo cho người dân thành phố được đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn. Thời gian qua, sân bay Đà Nẵng liên tục đón các chuyến bay đưa công dân về nước, cũng như các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đến. Ngay từ đầu, quy trình nhập cảnh đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly y tế 14 ngày theo quy định, bao gồm tại các khu cách ly tập trung và các khách sạn. Đà Nẵng hiện có 24 khách sạn đủ tiêu chuẩn được tiếp nhận cách ly công dân và chuyên gia nhập cảnh vào làm việc. Quy trình cách ly y tế được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi khách vào thì bên y tế quận sẽ cho người xuống lấy mẫu xét nghiệm, rồi mới bắt đầu xét nghiệm xong, có kết quả xong rồi bắt đầu mới tổ chức công tác phục vụ khách. Hằng ngày vẫn đo thân nhiệt cho nhân viên để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch cho được tốt hơn. Hiện nay các khách sạn chỉ được tiếp nhận tối đa 90% trên tổng số lượng phòng. Cùng với đó, tất cả nhân viên phục vụ trong khu cách ly này cũng được tập huấn và thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Ngành Y tế Đà Nẵng cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và quy trình lấy mẫu xét nghiệm tại các khách sạn. Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng cũng đang tổ chức cái triển khai và giám sát rất là chặt chẽ quy trình này để đảm bảo cho cái nếu có ca dương nhập cảnh thì nó không lây lan ra cộng đồng. Ngoài việc thực hiện nghiêm quy trình nhập cảnh, thực hiện cách ly y tế cũng như tăng cường kiểm soát chống nhập cảnh trái phép, Đà Nẵng cũng chú trọng các biện pháp phòng chống dịch tại những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, trường học và đặc biệt là thực hiện chặt chẽ các quy định phòng chống dịch trong hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Về cái hệ thống phân luồng sàng lọc, thực hiện nghiêm các quy định 5K cũng như là tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định mà khi vào khám tại Đà Nẵng. Còn đối với nhân đầu trú thì hiện tại Bộ Y tế đã đang ban hành cái bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 là quyết định 3088 đó, thì gồm có 37 tiêu chí thực hiện các quy định đó. Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập và lây lan vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, ngoài các giải pháp mà các ngành chức năng đang triển khai, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để chung tay ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.